Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cái dòng máy đó chính là HP EliteBook 840G1. Thì nếu như mà trong về phân khúc nhu cầu á, chúng ta là giáo viên, hay là chúng ta là học sinh, hay là chúng ta là những người dùng về cơ bản, hoặc là chúng ta cần về học nhu cầu về online, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái dòng phân khúc, cái dòng máy gọi là máy giá rẻ. Giá rẻ ở đây á, thì đối với dòng HP á, HP họ phân ra là cái dòng là HP EliteBook 840G1. Thì dòng này được coi là dòng EliteBook á, được coi là dòng phân khúc của dòng giá tầm trung. Thì trên HP thì nó có những dòng của những dòng cao cấp hơn á, như là dòng Polio, thấp hơn có thể là Robook, rồi EliteBook có thể nhỉnh hơn một xíu. Đây được coi là dòng tầm trung. Nhưng mà giá tiền hiện nay coi là giá tiền tương đối là giá tiền mềm. Thì đây mình phân ra cái dòng này là dòng giá rẻ hiện tại mà đang có giá khoảng chừng trên dưới 5 triệu. Thì chúng ta nhìn thấy nè, về dòng máy mà nếu như mà đáp ứng cỡ chừng 5 triệu mà để đáp ứng về nhu cầu học về online, nhu cầu về giảng dạy, hay là nhu cầu về như là chúng ta có những cái chúng ta cần về làm việc về văn phòng, thì một cái máy như thế này có thể là gần như là đáp ứng được tất cả được rồi, những nhu cầu đó. Thì trên đây mình đưa ra là chúng ta nhìn thấy cầm một cái máy nè, nó khá là mỏng và khá là nhẹ, nó chỉ trọng lượng của nó là khoảng 1,7 kg thôi, tương đối là nhẹ ha, không có nặng lắm. Chúng ta nhìn thấy ở trên nè, trên về mặt A nè, nó đang được cái lớp gọi là lớp nhung. Lớp nhung này á, thì nó gọi là chống bấm bẩn, nhưng mà nếu như có những bạn nào về như là mồ hôi tay á, chúng ta sờ vào thì nó sẽ có về tay dơ. Thì đây thực sự là chúng ta chỉ cần lấy vải chúng ta lau sạch sẽ đây là nó sẽ sạch lại bóng sáng loáng như thế này. Và dưới cái lớp nhung này nó sẽ gồm theo là gọi là lớp nhôm, hợp kim nhôm magie. Thì chúng ta nhìn thấy là nó cho phép về như là rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn nha. Và đối với bản lề thì nó có thể nghiêng ra được lấy là 120 độ ha. Thì trên đây các bạn nhìn thấy là về bên hông nè, bên hông đây nó có những cái cổng USB, nó cho phép mình thoải mái lắm các bạn. Thì đầu tiên là nó sẽ đưa ra, mình giới thiệu đây là một cái cổng gọi là display board. Display board này cho phép xuất ra về cổng về Vega hay xuất ra trình chiếu. Nếu như chúng ta có về xuất ra Vega thì chúng ta chuyển đổi qua từ display sang Vega, hoặc là trực tiếp trên đây là trên display ha. Hai cái cổng kế bên đó chính là cổng USB. Thì USB đây là USB 3.0, cho phép đọc tốc độ là 5G, là nhanh gấp 10 lần so với USB 2.0 480M ha. Thì đây là cổng LAN nè. Cổng LAN này là cổng LAN Gigabit. Và đây là tiếp tục đây là cái rắc về rắc sạc. Thì đây là coi như là cái khe này mình không xài ha. Rồi về sống lưng. Sống lưng các bạn nhìn thấy nè, nó sẽ mang theo một cái dòng của thương hiệu HP nè. Đó, ông chủ HP cũng đưa ra. Và cặp bánh lề đây thì đằng sau không có một cái cổng kết nối nào hết. Nó mang tính chất về như chúng ta nhìn thấy là toàn bộ tất cả kết nối đằng sau không có cần. Thì khi đó là mình có thể thoải mái mình để những cái cổng kết dựng máy lên ha. Rồi về phía bên tay trái thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có những cái hốc gọi là hốc thông thường, đó chỉ là hốc về tản nhiệt gió, đưa hơi nóng đưa ra ngoài. Và cái tiếp theo đó chính là cổng Vega. Vega này cho phép về trình chiếu slide, trình chiếu PowerPoint, trình chiếu về như là chúng ta phục vụ trong quá trình giảng dạy, phục vụ trong quá trình là chúng ta đi học, hoặc là trong quá trình chúng ta hội họp ở đây. Thì tiếp theo nữa chúng ta nhìn thấy là sẽ tới có hai cổng USB. Và hai USB này cũng là hai USB của nó là 3.0. Và đây là cái vị trí về như là chúng ta nhìn thấy đây là nó sẽ có về chống trộm ha. Thì đối với dòng máy này mặc dù rất là mỏng, nó tương đối khoảng chừng 1,7 kg, nhưng mà tới là 4 cổng USB. Thì với số lượng USB như này chúng ta xài thoải mái rồi, gần như chúng ta không có xài nhiều, ít khi nào sử dụng được hết đó. Lớp nhung này cảm thấy rất là chắc chắn ha. Rồi về phía trong đây, phía trong thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, hiện tại đây mình review về phía trong thì đây là một cái bàn phím. Bàn phím thì có những bàn, đây là những con chuột nè, chuột cái mà chiếc bo này chính giữa nè. Bên nước ngoài họ xài thôi, Việt Nam mình thì chắc là cũng có những bạn thì thích xài, có những bạn thì cũng chưa quen xài cái này. Cái phần để tay đây gọi là touchpad, nó tương đối là khá nhạy ha. Và chúng ta để tay làm việc gõ trên phím này cũng tương đối là dễ. Và đặc điểm của dòng HP EliteBook 840G1 này, các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một cái nút nguồn nè,
điểm sáng ở đây. Tiếp theo nữa, nó sẽ có về vị trí về wifi, wifi nè, và thêm nữa là vị trí về loa. Thế rồi chúng ta có những cái về trình chiếu mà chúng ta muốn tắt nhạc liền, chúng ta sẽ nhấn tắt hoặc là mở trên đây. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy đặc điểm trên đây, nó sẽ có một cái gì đây. Đây là đang có về vân tay, hỗ trợ vân tay trên đây. Rồi trên màn hình các bạn nhìn thấy đây là chính là cái webcam, và có một cái lỗ mic nè, hai lỗ mic nè, thu mic ha. Và màn hình đây là màn hình kích thước là 14 inch, LED slim, thì LED slim. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là cái máy này đang được trang bị, đó chính là Coi 5 4003 nè. Đây là dòng của thế hệ là Hartwell, đó, Coi 5 4003U. Thì đang được trang bị thêm là cái ổ cứng là SSD Samsung của 128GB. Thì đối với ổ cứng này là nó đang là ổ cứng chuẩn 2.5 inch. Thì chút xíu mình sẽ mở ra mời các bạn xem. Và tiếp tục nữa chúng ta sẽ nhìn thấy nè, ở đây nó sẽ có là Coi 5 RAM 4GB, Coi 5 RAM 4GB ha. Nó chính là HP Elitebook 840G1. Thì mặc dù như là cái chip của nó là chip dòng U này cho phép tiết kiệm điện, tiết kiệm pin, thời lượng chạy là khá là tốt, nhưng mà cũng không có giảm đi cái phần là coi như là xử lý cũng khá là mệt ha. Thì đối với dòng đây là chúng ta nhìn thấy là HD Display nè, thì nó đang sử dụng bằng là HD Graphics. Rồi bây giờ mình sẽ mở về phía trong mà chúng ta xem. Thì mình đánh giá về cái màn hình nè. Các bạn nhìn thấy đây là màn hình của nó là 14 inch LED slim, nó có chức năng chống rối. Nhưng mà đối với nhược điểm của màn hình này thì mình đánh giá không được cao lắm. Nó chỉ là chuẩn HD thông thường thôi. Hoặc là có đôi lúc có những dòng máy gọi là HD cộng, cho phép rồi là nét hơn chút xíu. Rồi bàn phím này có những cái bàn phím là có LED và cũng có dạng không có LED. Thì đây là bàn phím thông thường mà chúng ta gõ. Thì đối với trên đây thì thực sự là nếu mà hư thì thay rất là dễ, không có khó chút nào hết. Đây là phía sau, mình lật ngược về phía sau các bạn nhìn thấy đây là có vị trí về gánh thẻ nhớ nè. Thẻ nhớ chuẩn SD ha, nó nằm ở đây. Và đặc điểm nổi trội của dòng máy này đó đang được trang bị đó chính là Windows 8 Pro ha. Dòng Windows 8 Pro. Thì ở đây các bạn nhìn thấy mình sẽ mở ra nè. Dòng này thì nó mở ra hết sức đơn giản thôi. Chúng ta chỉ mở duy nhất một con ốc. Chúng ta nhấc lên nè. Đây mình mở ra nè. Và lúc này chúng ta sẽ gạt qua nè. Gạt qua đây và mở ra. Thì đây, các bạn nhìn thấy là về phía trong nè. Đây là cái hộp kim của nó, hộp kim nhôm maze luôn. Rất là chắc chắn ha. Rồi, về phía trong đây. Phía trong đây mình review đây, review nhanh ha. Thì về pin nè. Pin thực sự nó là về pin của nó, pin tảng. Nó xài rất là chắc chắn và rất là bền. Độ bền rất là cao. Và chúng ta tháo pin cũng rất là dễ. Chúng ta chỉ việc gạt hai cái khớp này ra thôi là ra được. Và thêm nữa là các bạn sẽ nhìn thấy đây là chính là vị trí gắn ổ cứng. Và ổ cứng đó chính là ổ cứng 2.5 inch. Các bạn có thể là nhấc ra đây là kéo ra là được. Và thêm một vị trí của ổ cứng SSD. SSD này chúng ta nó đang xài là chuẩn ổ cứng của SSD M2 SATA. Thì nó sẽ kích thước của nó là 2240 ha. Tương đối là nhỏ. Và vị trí đây là chúng ta gắn về như là cạc 4G hay là cạc quan. Xài 4G chúng ta nên gắn ở đây. Tiếp tục nữa các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái vị trí về gắn cạc Wi-Fi. Wi-Fi đây là chứng là cái chính là cái chuẩn của nó là chuẩn N. RAM. RAM của nó là mình đang kết nối đây là DDR3 PC3L. Thì cho phép hỗ trợ là đây mình đang gắn là 4GB. Thì nó có thể nâng cấp lên tới là 8GB, 8GB là tới 16GB. Cái hốc tản nhiệt này á, thì các bạn nhìn thấy đây là chính là cái quạt nè. Nó sẽ đồ gió đưa ra ngoài. Thì ở đây vị trí đây là vị trí cạc rời. Cạc rời nha. Nhưng mà đây là máy của mình là máy Vega Onboard. Thì nó không có sử dụng. Đó chính là vị trí về CPU thôi. Thì trên một cái máy như này chúng ta nhìn thấy là nó đầy đủ về như là tất cả tính năng. Vừa có hỗ trợ SSD, vừa có hỗ trợ về như là cái chuẩn 2.5, gắn được SSD hoặc là ổ cứng cơ. Và RAM lên tới hỗ trợ lên tới là 16GB. Thì nó cho phép để chúng ta xài về văn phòng là khá là mượt, đúng không các bạn? Thì đối với dòng mái như này á, đối với cấu hình về Core i5 thế hệ thứ tư á, dòng Hartwell á, nó vừa tiết kiệm điện và vừa mỏng, nhẹ, tương đương 1.7 thôi. Xài rất là bền. Cảm giác máy này nhìn thấy rất là chắc chắn các bạn. Mình cầm lên thấy rất là chắc tay lắm. Và cái này là hiện tại mình đã xài qua rất là nhiều rồi và bán rất là nhiều con. Máy này xài cũng cảm thấy là mình thấy là máy này rất là bền các bạn. Theo mình đánh giá là cực kỳ bền, cực kỳ tốt và khá là mượt. Thì đối với một dòng máy mà trong phân khúc khoảng chừng 5 triệu, trên dưới 5 triệu, thì đây được coi là dòng máy gọi là đáng mua, đáng đồng tiền ha. Thì nhất là năm 2020, nếu như chúng ta đam mê về như là dòng HP với là màn hình 14 inch. Màn hình 14 inch ha. Nhược điểm của máy này là coi như là nó chỉ là chuẩn HD thôi, thông thường. Rồi thì trong đây là mình đã review xong về một dòng máy như thế này.
thì ở đây là mình sẽ xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Các bạn nào liên quan thắc mắc những cái câu hỏi gì liên quan đến máy tính, hoặc là nhất là về máy tính của Elitebook 840G1 như thế này, chúng ta có thể đặt câu hỏi ở đây, mình sẽ giải đáp. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo ha. Đây là địa chỉ của mình ạ. 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp, 0922 422 422. Có gì thắc mắc là có gì đặt câu hỏi ha, tại đây ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.